Khoa Nhà đất Tiền Giang xin kính chào cô chú quý anh chị. Hiện tại Khoa đang có mặt tại xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Thì trước đất mình đây là cái con đường công cộng 2m ha. Đường này thì cách tỉnh lộ 100m, tỉnh lộ 80B. Thì xe hơi mình vô được tới đất ha. Đây sản phẩm mà Khoa xin giới thiệu cho quý anh chị là miếng đất tổng diện tích là 511m2. Ngang là 16m, vị trí bắt đầu từ mấy cây trụ rào đó ha. Mình chạy ngang qua hết bờ tường này là 16m rưỡi nha cô chú anh chị. Mình chạy sâu vô chiều sâu là 33m. Thì trên đất hiện trạng đang trồng kiểng rất là nhiều ha. Thì tổng diện tích mình là 511m2. Đuôi đất của mình thì tiếp giáp với trường mầm non xã Tân Phú ha. Đây kế bên nhà cửa rất là đông dân cư ha, nhà tiếp giáp liền kề với nhau hết ha. Trên đất mình có trồng kiểng nè, một số cây mận cây ăn trái. Thì trên đất mình có sẵn căn nhà luôn ha. Do gia chủ dời đi họ chỉ lấy cửa nè, cột kèo với mái tôn. Thì giờ mình vô mình mua thì mình trang bị lại ha, là mình ở được ha. Nhà lót gạch đầy đủ hết, kiên cố luôn. Tường thì còn rất là nguyên si, giờ mình vô mình nè trang bị những cái thiết bị cần thiếu vô, thiết vô là mình ở được rồi ha. Nhà có thiết kế phòng ngủ, phòng khách, toilet đầy đủ luôn nha cô chú anh chị. Khu vực xung quanh thì hàng xóm, nhà cửa đông đúc ha. Đây mình nhìn ra ngoài tỉnh lộ thì mình thấy xe chạy rồi, chỉ cách tỉnh lộ 100m. Nhà cửa rất là đông dân cư ở đây khu vực này luôn. Đây chính là cái căn nhà cặp mé hông mình ha. Đây nhà cửa đây của chú anh chị. Mình đi sâu vô thì tuyến đường này tuyến đường công cộng ha. Có hệ thống đèn đường, trụ điện, điện nước, wifi đầy đủ ha. Khu vực nhà dân rất là đông đúc ở khu vực này. Thì 511m2 của mình ở đây thì mặt tiền ngang là 16m, chạy dài 33m, đất hoàn toàn là cây lâu năm, nền thì cao ráo sẵn. Giá thì bên Khoa đang kêu bán với giá là 400 triệu nha cô chú anh chị, mình thương lượng nhẹ ha. Rất là đẹp ở vị trí tiềm năng này luôn. Thì nhà mình thì hướng này qua về hướng đông ha. Nếu quý anh chị ở Sài Gòn, Chợ Gạo, thành phố Mỹ Tho thì phải qua phà mới đến đất ha. Tuyến phà gần nhất để quý anh chị đi về đất thì mình đi tuyến phà Tân Long. Thì từ vị trí đất của mình cách phà Tân Long tầm khoảng 5km nữa. Vị trí đất cách Sài Gòn 70km, cách thành phố Mỹ Tho 25km. Thì với tầm giá là 400 triệu thì bao toàn bộ chi phí chuyển nhượng cho cô chú anh chị luôn ha. Nhà đình thì sổ hồng riêng sẵn, công chứng sang tên nhanh gọn cho cô chú anh chị luôn. Pháp lý rõ ràng ha, trên đất sạch sẽ không có mồ mả gì ha. Trồng rất là nhiều loại kiểng ở đây. Ranh hai bên mình có sẵn ha, giáp ranh hết, mình có xây tường rào hết. Phía bên kia cũng vậy. Rồi Khoa xin nhắc lại địa chỉ của mình ở đây là thuộc xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Diện tích thửa đất là 511m2 với chiều ngang mặt tiền là 16.6m. Chạy dài là 33.9m. Đuôi đất mình tiếp giáp với trường mầm non xã Tân Phú. Từ đây mình ra ủy ban, ra chợ rất gần ha. Mình quẹo lên chừng 300m là mình đụng ủy ban nhân dân xã Tân Phú. Mình chạy thêm chừng 300m nữa là mình đụng chợ xã Tân Phú ha. Ở đây sát bên cũng có cái chợ đình, chợ ấp. Mình quẹo ra mình đụng chợ ấp đây nè. Rất là gần, rất là nhiều tiện ích tới khu vực này. Đây là trường mầm non.
chạy lên chút xíu là ngay chỗ quỹ ban là trường cấp 2, cấp 3 đầy đủ ở khu vực này ha, rất nhiều tiện ích. Mình chỉ có thể đầu tư dài hạn cho cái thửa đất này, hoặc là mình mua vô mình xây dựng mình cất nhà mình ở ha. Mua bán ở khu vực này cũng rất là hợp lý ha cô chú anh chị. Thì cứ quan tâm cứ liên hệ cho Khoa qua số 0334447430 và 0766450076. Khoa sẽ gửi thông tin và dẫn quý anh chị đi xem đất ha. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.